Bài 55.5. Giếng sáng đỏ, ta thấy một người mặc áo đỏ. Giếng sáng trắng thì chiếc áo đó chắc chắn không phải là chiếc áo màu. A. Trắng. B. Đỏ. C. Hồng. D. Tím. Đáp án đúng nhất là đáp án D, bởi vì ta nhìn thấy một người mặc áo đỏ mà giếng sáng đỏ, thì người đó có thể mặc áo màu trắng, màu đỏ hoặc màu hồng. Còn người đó giếng sáng trắng thì chắc chắn không phải là mặc áo màu tím. Cho nên đáp án đúng nhất là đáp án D.